Rồi, Tăng Thượng Hải Education xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay là học viên của Tăng Thượng Hải đã tốt nghiệp cơ bản và hôm nay là ứng dụng trên sàn thực tế. Thì hôm nay là anh Quý sẽ thực hành nha. Anh Quý chào mọi người, anh Quý. Dạ, chào mọi người. Giới thiệu mình đi anh Quý. Tên là Quý. Đang học ở bên Tăng Thượng Hải. Tên của thầy. Hôm nay là mình học. Hôm nay là cắt tóc bớt. Hôm nay là tốt nghiệp. Rồi, hôm nay ứng dụng ha. Thì đầu tiên đó, phần khu mình đã chia hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ cắt, mình sẽ mở cái mục tiêu mình là bóp layer. Thì đừng ngắn quá, ngắn vừa vừa thôi. Tại khung phỏng phải nhìn theo cái mặt của khách hàng. Chứ là chán nè. Thứ hai là nhìn cái độ tóc nó dài hay ngắn. Nếu mà tóc này á mà nó dài á thì mình cắt ngắn. Mà cái tóc này nó ngắn quá thì mình sẽ nới dài xíu cái hình khối này. Mà không được phép chạm dai, nó vừa ngay cổ thôi. Hoặc là tới đây, vào đây thì mình cắt cái điểm mình cắt ra tầm đây đó. Ok, giờ mình sẽ áp dụng cái cơ bản ha. Xin chào bạn Nghĩa Hoàng nha, Lê Công Toàn nha, chào bạn Vũ Đức Thắng. Cho anh bình nước đi, hỗ trợ anh. Mình mới vừa chia sẻ một cái bài cắt layer ứng dụng á, cả nhà vào YouTube xem nha. 6 phút, bài đó là ứng dụng hiện tại là cắt là hình thành luôn. Xin chào bạn Thiện Trần nha. Xin chào bạn Lài Hoa, Thuận Lê nha. Nếu mà nó ngắn quá, mình áp dụng cái thực lai. Cái tay mình thọt vô nó không, nó sẽ dư á. Mình áp dụng cái thật lai, bơm ghế cao lên, nhớ không? Nhớ chưa? Đạp cái ghế cao lên. Đạp cho. Đúng không? Có nghĩa là lai, áp dụng cái phương pháp lai bữa mình học rồi đó. Tại vì cái ghế thường mình sẽ cắt lai cho nó cái đường viền trước. Chứ nếu mình kẹp tay vô nó sẽ vậy. Cứ bơm ghế thoải mái lên cho đúng kiến thức ha. Bơm cao lên, tại vì cao xong mình ngồi lai mắt là song song với đường kia ha. Đúng chưa? Chào bằng bằng Bita nha. Chào bà anh Hải nha. Chào bà Nguyễn Quý Sự. Chào 100 bạn đang xem livestream nha. Chúc các bạn đầu tuần vui vẻ nha, nhiều kiến thức nha. Chào thầy khỏe không? Khỏe, cảm ơn em nha. Rồi. Mình cầm lược luôn chứ. Lược chứ. Mình lặng cắt nhát với túi. Hiện tại thì đang cắt cái bài bóp layer. Các bạn xem ha, xem đó. Khi các bạn học chính cái bài cắt xong rồi, các bạn hiểu về cái kiến thức cơ bản. Nhưng mà khi mà mình thực hành thì nó có cái vấn đề xảy ra là ở đâu? Cái vấn đề xảy ra là nó ứng dụng nó như thế nào? Và mình ứng dụng cho salon nha. Thì nó sẽ có những cái tình huống là nó liên quan tới cái thẩm mỹ, liên quan tới cái gọi là cái tầm nhìn của mình, cái đẹp của mình á, cái đó gọi là gu thẩm mỹ á. Rồi lúc này anh kẹp tay, anh muốn kẹp hay là anh cắt lai là chuyện của anh, đúng không? Cái lúc này là mình xác định được đường dẫn rồi, đúng chưa? Anh này làm nghề là cũng rất là lâu rồi đó nha. Mà anh bỏ nghề thời gian, anh lập gia đình và anh muốn gây dựng lại nghề tóc. Và muốn học bài bản để về mở salon, để gây dựng lại con đường sự nghiệp cắt tóc.
Tính ra anh làm nghề cũng mười mấy năm hả? Dạ. Nhưng mà anh bỏ thời gian mà. Nhớ cái hồng anh lắc theo ha. Đây, cố gắng đi theo. Cho nó chỉnh cho nó đều lại. Đây, đây cầm giùm thầy cái quý. Đây cả nhà xem ha. Đây. Đúng rồi, khi anh chạy xuống này. Cái tay của mình ha. Đấy, thấy cái điều gì xảy ra, nó không có điều. Thì cái tay của mình rất quan trọng khi mình ngồi cắt bình thường. Mình cứ ngồi đi. Làm sao? Mình ngồi. Ví dụ như khi mình cắt cái lại nó có rồi. Thì đâu? Thì không nhất thiết nó phải gọi là tam giác chuối gì đâu. Đó, đúng chưa? Thì cái tay đó là quan trọng đúng không anh? Khi mình đã kẹp tay vô rồi thì nó sẽ tính gì ra rotation. Thì mình cắt nó cho nó chuẩn. Cứ từ từ thôi. Đấy, đúng không? Anh hiểu ý nói chưa? Mình đang cái gì? Khi mình đã đưa cái tay vô kẹp rồi thì mình sẽ xác định nó là cái ra sao. Không phải là lai. Đưa cái tay vô nó là cái ra sao. Thì nó phải mềm. Đó. Đúng chưa? Đấy. Tóc này là nó sẽ dẫn như mình để xíu mình sẽ kẹp sao. Anh hãy vô mình chưa? Có nghĩa là khi mình nó nằm trong cao sinh á, cao sinh gọi là cao sinh 10 độ đúng không? Đấy. Mình cứ nâng nhẹ nhẹ thôi, nâng gì mạnh cứ nâng gì đấy chắc không có nâng nhiều nữa, cứ gì kịp vậy cả thôi. Rồi ok tiếp coi cắt vừa được cái chuối 4-5 độ thôi, cũng ngồi bình thường cả. Chứ thả lỏng đầu đừng có gồng, gồng mỗi đầu. Rồi chào 150 bạn nha. Đúng rồi, anh cứ bắt từng lớp mỏng. Hỗ trợ anh xịt nước cho ướt vô. Ướt anh dễ làm hơn. Chào bạn Thanh Thanh nha. Chào bạn Trâm Tâm Võ. Trâm Trâm Võ. Chào bạn Đặng Nhung. Chào bạn Phùng Nhật nha. Chào bạn Nguyễn Tấn nè. Chào bạn Sì Trâm. Chào bạn Kim Yến Nguyễn Thị Thanh Tịnh nha. Tỉnh nha, chào bạn Nguyễn Hấm. Chào bạn Sumo Vũ Anh nha, chào bạn Lê Nhung. Tân chào tất cả các bạn nha, chào 150 bạn nha, 160 bạn đang xem livestream. Các bạn chia sẻ livestream giùm thầy nha. Chào bạn Bích Hoa. Còn bạn nào mà muốn xem những cái bài cắt của thầy á, thì nhớ đăng ký kênh YouTube. Kênh YouTube của thầy là Dạy Cắt Tóc Nữ luôn. Có chia sẻ một cái bài vừa mới chia sẻ, bài cắt layer ứng dụng. Và bài tóc layer đó hiện tại là rất là đang hot trend luôn, là layer máy thưa dán tay, thì các bạn vào đó xem nha. Mình nhớ để ý cái hông của mình nha, cái hông của mình song song với đường chia rồi tư thế, và mình cố gắng đừng có hốt nhiều quá nhớ. Cái này là mình bắt lớp mỏng rồi, hiểu không? Hiểu thầy nói rồi bữa không? Cái này là mình hốt luôn, còn mình cứ bắt lúc điểm chuẩn nhớ, nhớ cái kiến thức cơ bản nữa không? Cái này mình chia mỏng ra, đúng rồi, chính xác, thì mình cắt nó chuẩn hơn. Chứ còn đằng này mình cứ hốt là nó sẽ hốt cái thằng yếu lên, nó nghe mình bắt đầu thằng kia lên mình cắt á. Từ từ nha, cứ chạy thẳng các bạn, đúng rồi, cứ cắt theo điểm chuẩn cắt đó, thấy không? Cứ cắt theo điểm chuẩn, chính xác, đúng rồi. Đó, hiểu ý thầy nói không? Cái này là nguyên tắc là cứ từng lớp. Đó, thấy chưa? Chứ nãy tự nhiên hốt thằng kia lên cái tự nhiên nó khó chịu lắm. Cái thấy rõ ràng không? Tại vì khi mình học rồi cái tự nhiên cái mình làm nó không đúng. Đấy, còn cái gốc năng thì mình năng sao mình nhớ, đúng rồi, chính xác. Thấy chưa? Khác liền không? Cắt sát cái nhíp luôn. Salon mình ở đâu anh? À, salon của anh ở 339 Trần Phú, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh nha. À, khúc 2 chiều nha em. À, gần nhà ta, nhà tang lễ á, gần ngay trang chỗ cái mũi tàu của Nguyễn Trãi, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Chào bạn Thấm Hòa nha, Phàn Thị Trang. Chào anh Thợ Cắt Tóc nha. Chào bạn Tính Huy nha. Thợ cắt tóc. Chào anh Thợ Cắt Tóc Tính Huy.
Hello anh trai, cảm ơn bạn Nhuận Hí nha. Chào bạn Nhuận Hí nha. Chị này chỉ cắt xong rồi anh từ từ để thấy nó hơi méo đúng không? Rồi ok. Rồi. Cả nhà xem chị bán nước này là hàng xóm mình thay đổi lọc xác như thế nào nha. Đấy. Nhìn cười rất là tươi nha. Chị này giàu lắm, đeo hột sòn cục cục luôn á. Cả nhà chia sẻ livestream giùm Tân nha. Đây là một cái bài ứng dụng rất là thực tế nha nha. Hiện tại thì cái bài này chúng ta chỉ cần áp dụng đúng thôi, chúng ta cắt ra một bài tóc bóp rất là đẹp, rất là phù hợp luôn. Và hiện tại là kiểu này là kiểu bất hủ luôn á, không bao giờ lỗi thời, cho dù thập niên bao nhiêu cũng hợp hết. Và nó rất là dễ xài, rất là trẻ trung. Chào bạn Yến Yến Thế nha, chào bạn Yến Thế nè, chào bạn Hà Nguyễn. Chào bạn Hoàng Gia Tú, dạy có tâm như này thì mấy mà các trò ra nghề hết. Đúng em ơi, dạy phải ra nghề chứ ở lại báo thầy mệt lắm. Ở lại là cứ điện nước nè. Rồi nói chung á là nó chơi cho vui thôi, chứ các bạn ra nghề thì có một số anh chị em về mở tiệm, còn một số học trò của mình thì ở lại làm với mình. Đó chẳng hạn như Hair Tlit Duy Nguyễn nè, Đắc Di nè. Tài năng trẻ nhất của salon á. Đấy, bạn Di này là đang làm thợ luôn nè. Còn ông Quang đâu rồi? Quang đi đâu rồi? Học phí sao ạ? Học phí thì hiện tại mình có rất là nhiều học phí khác nhau cho từng lớp khác nhau nha bạn ơi. Giống như những anh chị em nào mà làm chủ salon lâu năm rồi, mà biết nghề rồi mà chưa có căn bản muốn học lại chỉnh chu thì Tân sẽ dạy từng theo cái mức phí khác nhau và cái thời gian học khác nhau. Em ở xa ở ngoài Bắc có phải tốt không ha? Học và học phí mà dành cho những bạn nào mà chưa biết nghề gì hết thì là 40 triệu nha. Học trong vòng 4 tháng thì hoặc là 4-3 tháng, nếu mà tùy theo bạn đó làm giỏi thì mình cho làm phụ. Ở lại salon vừa làm vừa học sẽ được trả lương cơ bản từ 4 triệu, ăn 5% hóa chất nếu bạn đó làm được hóa chất trong giai đoạn đó. Học là vừa học vừa làm với thầy, thầy sẽ dạy thêm về nâng cao, về uống nhuộm, rồi tầm khoảng 1 năm là bạn đó đứng độc lập, có thể mở salon, có thể là ăn chia với thầy. Mấy bạn nào ở xa thì có hỗ trợ cái chỗ ở cho các bạn. Bình học được bao lâu rồi Bình? 2 tháng. 2 tháng hả? Gán 2 tháng lãnh lương nha. Mình phải đạt chỉ tiêu nha. Rồi từ từ anh bị cái chỗ này xíu, dịch 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 dùm thầy. Cái gâu á. Nè, kêu mình tắt cái gâu đúng không? Đó, anh nhớ anh lắc cái người xíu để cho cái gâu nó mất. Để tránh tình trạng nó dư cái gâu xíu nữa thấy không? Nè cái gâu nè. Chót cái gâu á, nè, thấy không? Hiểu ý nó. Chóc gầu cái xíu, kiểu một cái tay của mình, khi anh bị xéo cái này. Cảm giác hơi lệch lệch không? Đúng không? Nó hơi lệch lệch xíu á. Đâm nghe nó lệch lệch do cái tay lắc ở đây chút nha. Cái đó mình chỉnh hình khối thôi, xíu đây nè. Hiểu thế đó. Ờ đúng rồi đó, chính xác, thầy hiểu chưa? Xíu thôi. Tại vì nó dư gốc á. Các bạn tập trung đây nè, hai thằng tâm sự nhỏ đây tập trung đây nè. Rồi nhớ xin nước ướt đều vô. Các bạn thấy ra cái form rất là đẹp nha, chuẩn luôn nha. Đấy, tại vì thầy là dạy cắt tóc chuẩn xác mà nên dạy học trò phải chuẩn xác. Năm nay là năm bắt đầu cuộc thi 2022 thì các bạn nào muốn làm bài thi thì chuẩn bị đầu can và làm bài thi với Tân nha. Bài thi hôm nay là sơ khảo là phương pháp layer tam giác, bài đấy rất là khó. Thì năm nay là cái dòng thi rất là căng thẳng. Năm ngoái là được giải nhì, năm nay thì cố gắng lấy quán quân. Nhưng mà mục tiêu không biết như thế nào thì cố gắng thôi nha các bạn. Ra ngoài Bắc mở lớp dạy đi anh. Ngoài Bắc thì mình chưa có
đi ra ngoài đó. Tại vì nếu mở lớp ngoài đó thì phải có quen biết á, mấy bạn mở lớp thì mình mới đi ra dạy được, phải có giống như là một người đăng mở lớp và gom học sinh lại thì mới đi dạy được. Nếu như bạn Gia Tú gom học sinh đi đăng ký thầy học, em mở lớp đi, thầy ra thầy dạy cho, dạy 3 đến 5 ngày chuyên về lát xích cơ bản, ứng dụng salon. Chào bạn Diễm Bô nha, chào bạn Trần Quang Huy, Hương Trà, Đặng Ngọc Hiếu. Nhớ xịt thuốc ướt vô ha. Cái nhà chia sẻ livestream vô hội nhóm dùm Tăng nha. Đó là một cái cách là cả nhà ủng hộ cho Tăng động lực để làm nhiều video clip chia sẻ cho cộng đồng và chia sẻ đi cái kiến thức của mình nha. Lúc này khi mà nó cao quá là anh hạ nhẹ xuống chút xíu, hạ ghế nhẹ xuống chút xíu. Cả nhà nhớ là mình chia từng lớp mỏng thôi nha, chứ đừng có hốt nha. Biết nghề rồi học nâng cao bao nhiêu ạ? Nếu mà biết nghề rồi học nâng cao là 15 triệu nha. 15 triệu là mình sẽ hỗ trợ cho các bạn những cái đầu kê để làm kỹ thuật. Tùy theo cái nghề của bạn biết là nó ở mức độ nào nữa nha bạn. Có gì inbox cho Tăng nha. Các bạn nhớ là các bạn bắt từ lớp mỏng đi nha. Đấy, giống như anh Quý đang làm đây. Tại khi mình bắt mỏng thì mình sẽ kiểm soát tốt hơn. Đây các bạn lưu ý ha, cầm này. Đấy, khi chúng ta có một điểm chuẩn rồi đó, thì cái điểm tiếp theo thì chúng ta cũng lấy một điểm chuẩn mỏng này, các nhà nhớ nha. Đấy, thấy không ạ? Tránh tình trạng chúng ta đưa gì chúng ta cắt nha, thì nó sẽ dẫn tới không có điểm chuẩn và chúng ta sẽ cắt vô, nó sẽ làm cho mái tóc chúng ta không có điềm. Chúng ta lưu ý là chúng ta chia mỏng một lớp như thế này, từng lớp một để chúng ta làm. Rồi cái tay chúng ta kẹp không hết thì chúng ta chia ra, thì lúc này chúng ta chỉ cắt theo cái điềm chuẩn cũ và mới thôi, và hông lượng chúng ta song song và chúng ta cắt. Đấy, cái nhà có hình dung được không ạ? Đấy, và đặc biệt là cái tay chúng ta liền cho nó mềm nha. Đấy. Rồi, đấy, cái nhà thấy không ạ? Thì mình cắt nó sẽ chuẩn xác hơn, cái hình khối nó sẽ chuẩn hơn nha. Rồi, cả nhà nhớ 150 bạn đang xem livestream và tất cả anh chị em đang xem livestream nào mà quan tâm tới cái thực phương pháp bài cắt á, thì nhớ đăng ký kênh YouTube của Tăng nha. Kênh YouTube của Tăng á là đang chia sẻ một bài cắt layer ứng dụng, và bài đó là kiếm rất là nhiều tiền nha các bạn, hiện tại rất là thịnh hành và hot trend. Thì cả nhà vào cái YouTube á, nhớ ủng hộ, đăng ký nút bấm chuông đầu tiên á, thì khi mà Tăng phát hành video clip á, trong vòng một tháng thì Tăng có thể phát hành 3 đến 10 video clip để chia sẻ cho cả nhà những cái bài cắt ứng dụng như tóc bóp, blond bóp, short bóp, hoặc là tém bóp, nghịch hàng, hay là những cái kiểu mà ứng dụng Tăng sẽ chia sẻ trên đó. Cả nhà nhớ là xem đầu tiên thì chúng ta bấm nút chuông nha, và đăng ký kênh của Tăng. Cái kênh của Tăng là dạy cắt tóc nữ luôn, thì Tăng sẽ có cái đường link trên đó. Còn chưa biết gì hết mà muốn học thì bao nhiêu tiền vậy à thầy? Nếu mà chưa biết gì hết thì học 40 triệu nha em. Học trong vòng 4 tháng đến 6 tháng là em lên làm phụ chính thì sẽ được trả lương, thầy nhận để làm luôn nha. Trả lương mức lương là 4 triệu một tháng, ăn chia 5% quá chất. Đó, có hỗ trợ cái chỗ ở cho các bạn, còn ăn uống thì em tự túc nha. Thì cái nội dung học thì có gì inbox cho thầy, thầy sẽ tư vấn kỹ hơn. Vì hiện tại đây là chia sẻ bài cắt chứ không có tư vấn học nghề, nên em thông cảm nha.
các bạn tập trung chuyên môn nha. Rồi đúng rồi. Đấy, các bạn thấy không ạ? Chúng ta từng lớp chúng ta cắt nha. Chúng ta cố gắng chúng ta luyện cái đó, nhớ đừng có hốt nữa. Thấy chưa? Nè các bạn hốt là nó sẽ trành tràng này nè các bạn. Nhớ quên á. Cứ nguyên tắc đừng có hốt mà chúng ta đi từng lớp mỏng để chúng ta cắt nó sẽ chuẩn hơn. Đấy các bạn nhớ nha. Chúng ta chia từng lớp mỏng. Cái này nó cũng là Gaussian tam giác đó. Chứ không phải là line đâu nha. Có đúng không? 15 độ. Cái tay của mình cố gắng đừng để như cái đầu mũi này, mình vô đây. Cái cổ tay này. Anh chị em quan tâm thì nhớ đăng ký kênh YouTube nha. Thì Tăng sẽ ra tất cả các bài cắt ứng dụng thực tế hiện tại cho cả nhà. Thì từ thứ nhất là tóc layer từng lớp, thứ hai là tóc bốp ứng dụng Gaussian, và tóc tém Nhật Hàn và tóc tém ngắn. Đó, những cái chủ đề đó là ba cái chủ đề chính. Thì cả nhà xem thì Tăng sẽ làm một kênh YouTube đó và thường xuyên up lên cho đó cả nhà xem. Thì cả nhà có thể là tự học ở nhà và tự xem. Chúng ta học online. Nếu như anh chị em nào ở xa và chúng ta không có thời gian để đến học trực tiếp thì chúng ta học trên đó, học online. Còn nếu như anh chị em nào muốn củng cố kiến thức cơ bản chuẩn thì để làm tốt hơn, phát triển cái công việc mình tốt hơn, thì anh chị em nhớ là anh chị em đăng ký để học. Có những khóa Tăng mở ra thì anh chị em nhớ theo dõi. Bạn này bạn Quý đúng không? Ôi Tuấn hả? Dạ. Chào mọi người đi Tuấn. Hello. Giới thiệu mình em. Em tên Tuấn, em đang làm thợ phụ trong salon. Em tháo khẩu trang ra cho mọi người xem biết em hairstylist Tuấn rồi đó. Tuấn đẹp trai nha. Đây quay đây nói chuyện nha. Nè, rồi. Chào mọi người đi em. Chào mọi người. Em tên gì? Em tên là Tuấn, hiện tại em đang làm thợ phụ ở một salon khác. À. Vì biết thầy qua YouTube và Facebook nên em đến tìm học thầy khóa cắt để cố gắng lên được thợ chính. Đấy, và một bạn trẻ rất là chí hướng nha các bạn. Thì bạn quyết định đóng tiền để học để lên thợ chính. Rồi tiền lương em học luôn hay chủ cho tiền? Dạ, em tự học. À, tự dành tiền luôn dạ, hả? Đấy. Hôm nay em nhiêu tuổi? Dạ, em 23. 23 tuổi đấy. Cái bạn này là rất là đam mê nha, học cố gắng lên thợ chính. Cố gắng anh chúc em nhiều kiến thức và học tốt nha. Dạ. Thì em có thể chia sẻ cho mọi người khi đi học với thầy thì em thấy có cái gì thú vị không? Không thú vị mà rất rất nhiều thú vị. ví dụ như cái gì? Về nghề. Mình có thể nắm chắc được cơ bản, mình có thể tự làm chủ với những bài cắt của mình mong muốn. Và mình chung mình làm chủ được nhiều thứ. Làm chủ được nhiều thứ hả? Dạ. Nói chung là khi mình có cái nền tảng cơ bản của thầy rồi á thì em sẽ xem những cái clip bất kể của ai thì em cũng hiểu được người ta đang làm gì. Thì thầy có chia sẻ với em á, có chia sẻ với em là cái trend là gì. Cái trend là mình đặt hỏi là cái trend là một cái xu hướng nhiều người xài, nhiều người khách hàng thích ưa chuộng, thì đó là trend, đó là xu hướng. Thì mình phải hiểu là cái xu hướng đó ai là tạo cái xu hướng đó, không phải là người thợ tóc không ạ? Thì người thợ tóc thì họ dựa vào kiến thức gì để tạo, họ dựa vào kiến thức cơ bản để học để tạo ra những cái trend đó. Thì cái trend thì lệ thuộc vào người mẫu nó đẹp, trang điểm, make up, tạo kiểu, thì mình không thể nào mình copy 100% cái bài cắt được. Vì sao ạ? Vì mỗi cái khuôn mặt của khách hàng nó sẽ khác nhau, mỗi cái gương mặt sẽ khác nhau. Có người thì mặt càm nhọn, có người thì mặt V line, nhưng mà có một số bài layer ứng dụng hiện tại đang rất là thịnh hành. Vì sao? Vì nó áp dụng cho nhiều người được. Vì nó có một cái chung là mặt tròn để cũng được, mặt vuông để cũng được. Đấy. Khóa cắt bao nhiêu, học phí bao nhiêu? À, khóa cắt thì mình dạy là 15 triệu nha. Chuyên về cắt, hỗ trợ đầu kem cho các bạn thực hành phương pháp. Và đôi khi có mẫu, tiện mẫu cho các bạn thực hành như thế này. Các bạn thấy dáng cắt ra rất là chuẩn và đều và form. Và anh này thì cho mượn cái lực. Anh này là anh đang cố gắng là củng cố lại chuẩn hết, có nghĩa là không có làm theo cái bản năng nữa mà từng bước làm cho chuẩn.
Thì khi các bạn làm quen rồi một thời gian thì các bạn sẽ điêu luyện thôi. Cái gì cũng vậy, chúng ta làm nhiều thì chúng ta sẽ giỏi. Đấy. Các bạn thấy không ạ? Đấy cái tóc bóp ha, nó ôm. Chào bạn Sơn Nguyễn nha, chào bạn Vũ Nhỏ, chào bạn Khúc Trường Thọ, chào bạn Kim Phượng. Tại sẽ live stream hoàn thành cái kết quả luôn cho nhà xem ha. Không được, cái chỗ này là đúng rồi, em cẩn thận chừng nó chúi quá. Nè, chúi vừa thôi. Chúi quá này nó sẽ không có đẹp. Bắt đầu nó động cộng rồi đúng không? Hay sao? À. Em chỉ cho anh, chỉ cho anh chết là nó không có đều nè. Chỉ cầm 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 giùm thầy cái. Cái này là lúc này thì mình sẽ chết nữa ha. Nè. Ta sẽ chỉ cho mọi người chết nha. Kiểm tra ha. Chứ mình sẽ đứng đâu. Kia là sau khi mình cắt rồi mình kiểm tra lại có nó đều chưa. Đây là mình kiểm tra dọc á. Mình cắt chéo mình kiểm tra dọc. Đây mình chéo như thế này đúng không? Thì mình kiểm tra dọc lại. Mình đưa cái lực vô đây thì mình chảy dọc lại ha. Đó mình kiểm tra ha. Anh thấy không? Đó mình kiểm tra đi. Nè. Anh chị thấy không? Mình chỉ cắt đều lại ha. Ok không? Rồi tiếp theo lúc khác mình cũng kiểm tra giống vậy luôn. Đó. Cắt lại xíu. Kiểm tra. Cái này là mình chết đi cả nhà. Kiểm tra nha. Đấy. Nhớ là cái góc năng của mình nha. Từ từ từ. Anh đang bị sai cái là anh hút tùm lum. Nhìn nhìn đây. Có nghĩa là nhớ nè, tỉ mỉ vô. Có nghĩa là sao? Đây chia đều đúng không? Thấy không? Mình chia đây đúng không? Rồi, mình sẽ lấy cái lớp này. Thì nâng theo cái góc năng của mình nâng. Đúng chưa? Có phải là anh nâng nãy nâng như độ thì anh cắt cái chen. Cái này mình nâng theo góc độ nãy nó nhìn nâng 15 hay 35 đó thì mình cho. Đúng không? Mình cho góc nâng của mình làm nhiêu? 25 35 gì đó. Thì có phải giờ lớp tiếp theo không? Đúng không? Em quay cái kỹ dưới đây. Cho anh đúng chưa? Rồi mình đừng có hốt tùm lum. Và thằng này mình chảy xuống đây thôi, đúng không? Mình bắt cái thằng này lớp mỏng thôi. Đó. Chứ đừng có hốt ha. Anh hiểu cái lý do mình không đúng chưa? Cái không chuẩn á, thấy chưa? Ok không? Ok chờ đợt clip lúc này tiếp theo nè. Rồi cắm lúc mới. Rồi về cái điểm chuẩn của mình cắt. Chứ được chưa? Hồi nãy là mình đi nó hơi lỏng cộng. Cứ từ từ thôi. Thấy em làm không? Đó. Mình chết lại không có nhiều nữa ha. Không có nhiều đâu nha. Và cộng lúc mới đúng không? Cộng cũ đúng không? Đúng chưa? Thấy không? Rồi. Rồi ok. Rồi, bây giờ cái chỗ này trả xuống. Rồi, mình chỉnh nước ướt vô ha. Đúng chưa? Mình đừng có đi chuối quá ha. 45 độ thôi ha. Ok. Cái là tâm giác á. Em xin giác 45 độ chứ gì là không được ha. Gì là nó hơi cấm đầu quá rồi. Rồi cắt theo cái cũ. Bên kia cái gì luôn. Rồi. Có điểm chuẩn ha. Đó đúng rồi. Từ từ cắt thôi. Chị cắt bài gì rồi? Chị hả? Lấy vuông đúng không? Nãy chị đang thử cắt tròn, chị mới cắt. À, cắt xong chưa? Chị này 50 hả ta? 50 rồi đấy. Thôi đừng quay. Đừng quay chị. Mắc cỡ à? Mắc cỡ.
Chào bạn Nhung Trần nha, chào bạn Hồng Gấm nha. Cả nhà có câu hỏi gì cứ hỏi, Tân sẽ chia sẻ cho cả nhà nha. Khi mà anh chị em hiểu được cái hình khối và kỹ năng cơ bản rồi thì chúng ta cắt rất là dễ. Chúng ta hiểu dễ nhưng mà chúng ta cần phải làm thường xuyên thì chúng ta mới giỏi. Anh đừng nâng cao quá, tại vì nãy giờ mình nâng thấp mà, chì xuống anh. Đúng rồi. Tại vì mình không được phép nâng cao, góc độ của anh nãy anh nhớ anh đâu có nâng cao đâu. Rồi. Tại mình đang cắt kiểu dạng bóp vừa vừa mà. Nó mỏng quá để hết luôn nè. Đúng rồi, hết luôn. Rồi, chia theo chuẩn của nó nè. Chị nâng lên góc độ của anh cắt thôi. Cái này cúi xuống, đúng rồi, nâng theo góc độ của anh, đúng rồi, cắt cái tay anh cắt sai rồi, không, đúng rồi, cái cổ tay bẻ vô lại gai không rồi. Rồi đúng rồi nào, ok, trả thế nào. Đây. Nè, rồi cầm này, nó bị lủng hột họ lỗ này không. Lấy dơ lên. Không phải lấy dơ mà cái điểm nâng thôi. Thấy không? Vì nãy nâng đây mà. Nâng cao. Nghĩa là sao? Nâng cao. Đúng rồi, nâng cao quá. Nói là mình cứ theo cái điểm của nó mình nâng, mình cắt, đúng không? Cái đây nè. Rồi anh khi anh dở lên đúng không? Nè, anh dở lên nè. Cũng là cái điểm thay vì nãy anh nâng xuống đây là đúng. Tại nãy giờ anh nâng dưới đây không mà anh đâu có nâng cao đâu. Nãy, nếu mà nâng đây anh cắt là chuẩn. Đúng không? Đó nâng cao là nhìn nè ha, nhìn dở lên nè ha. Đó thấy không? Anh dở lên nè, thấy không? Dở lên là điểm chuẩn nó khác đi. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó, anh thấy không? Dù là anh thấy đây nó chuẩn. Nhưng mà xả ra thì nó dư nè. Nó lủng nữa không? Nó không đúng cái điểm cũ. Hiểu ý không? Hiểu. Có nghĩa là cái điểm cũ là mình nâng có 35 mà 15 mà. Mà cái điểm mới nâng nhiều, điểm mới nâng tới 45 50. Cái điểm cũ nằm đây thì lớp tiếp theo cũng nâng nhích lên chút xíu thôi. Từ lớp. Rồi, ok, bên kia ha. Rồi bên đây. Nhà thấy không? Đây, ra một cái bóp. Rồi. Ủa đặt cà phê cho anh chưa? Đặt kêu anh ly cà phê, không có cà phê. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Hôm nay là 100 người đang xem liên tục không bị tuột like. Cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các fan nhiều nha. Rồi, đúng rồi đó. Không, cũng không cố tình hạ thấp lắm đâu anh. Hiểu em không? Cái này mình cũng không cố tình hạ thấp là chải căng nha. Chải căng từ chân ra luôn. Đúng rồi, vuông góc, thẳng lưng lên anh. Rồi, cắt. Đúng rồi. Anh đang bị cái tay của anh cứ lạm dụng cái mũi á. Hiểu em không? Đúng rồi. Quen á. Rồi, cái này. Chính xác, đúng rồi. Đúng rồi, cái tay đó. Rồi lắc bên kia. Đúng rồi. Chào bạn Linh Phạm nha. Chào bạn Hai Đanh. Chào bạn Quy Nguyễn. Nhìn cái đầu khách qua đây xíu. Cứ đưa về cái mũi tay qua. Quen rồi. Rồi xin nước cho em. Hơi bị đẹp nha, xịn sò luôn đấy. Cắt này xong đi đâu mình sẽ tạo kiểu. Ở pha tạo kiểu mình tạo kiểu cho ngon lành đi ha, tẩy lên ha, tẩy lên cho nó sáng lên.
Rồi cắt. Mình tắt nhạc để dính bản quyền ở nhà. Cả nhà nhớ live stream, cả nhà nhớ tắt nhạc nha. Chào bạn Loan Phạm nha, chào bạn Bi, ok, chào bạn Ngô Văn Trình. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Rồi, tới phần này ha, thầy chỉ chia sẻ cho cả nhà cái chỗ này xíu nè ha. Rồi, cầm máy quay cho thầy nè. À, Quý, Tuấn. Mình sẽ chia sẻ. À, mình để mình cắt tóc bốp á, mình liên kết á, thì để cho chuẩn á, thì cả nhà nhìn ha. Các bạn hai bên vân tay nè. Các bạn hai bên tay nè, mình chia cho chuẩn nha. Đây. Mình lấy cái phần cái đường xiên bên dọc này đúng không? Để cả nhà cắt được một cái tóc bóp chuẩn thì chúng ta phải phân khu và từng khu chúng ta cắt. Cái bài này rất ứng dụng nha. Rồi. Cái phần này nè, mình cứ chia ngang. Đấy. Và chúng ta chạy xuống như thế này. Chi ngang người ta được phép cắt tam giác hay gì đó tùy. Rồi, chúng ta chia chỗ này xéo ha. Cả nhà thấy không ạ? Rồi, cả nhà hiểu không ạ? Đó. Thì lúc này thì chúng ta sẽ dựa theo cái kiến thức cơ bản mà chúng ta học. Có nghĩa là nó là gì? Nó là vuông hay tròn hay là tam giác thì đây, nó quyết định. Thì mình sẽ cắt tam giác nhẹ. Thì khi cắt lúc nào thì thẳng lưng cái hàng lên. Đấy, cái bước này quan trọng kiểu hàng ở lưng lên. Thẳng lưng lên, đó, rồi. Khách hàng nhớ nha, cúi nghiêng qua đây. Cái nhà nhớ là đảm bảo cho khách hàng là cái đầu người ta thẳng, lưng người ta thẳng. Rồi. Mình sẽ lắc vào khách hàng qua đây. Đó, đúng không ạ? Chúng ta lấy đâu điểm chuẩn này đúng không ạ? Và chúng ta nâng lên chúng ta cắt. Rồi lắc đầu là gì? Đúng không? Ok chưa ạ? Tâm giác nhẹ ha. Và chúng ta cắt. Thì không bao giờ chúng ta cắt vững được. Lúc này chúng ta sẽ nhén cái tay như thế này. Ok, cái nhà có hình dung không ạ? À? Cái tóc này cực kỳ mỏng luôn nha. Tóc mỏng thì thích hợp cho cái phương pháp gì cả nhà? Tóc mỏng thì thích hợp cho phương pháp gì cả nhà mình? Phương pháp lai đúng không ạ? À? Tóc mỏng thì thích hợp cho phương pháp gì? Lai. Đường gì? Đó. Thấy chưa ạ? Tiếp tục không cắt thôi. Cái là tóc mỏng thì chúng ta cắt là hợp đường gì? Ok. Rồi. Anh Quý làm tiếp ha. Bây giờ chúng ta dựa theo đó. Rồi. Chúng ta tìm cái điểm chuẩn rất là dễ luôn. Chúng ta cắt nó không có bị ấy. Nhớ anh xịt nước vô ha. Nếu mà tóc mỏng anh bắt cứ bắt dài dài đến chút xíu. Đúng rồi. Nhớ anh khách hàng thẳng lưng nhanh. Tránh tình trạng khách hàng mà ngửa với đầu phía sau cắt lát là giật luôn á, nó thành tròn quá. Cố gắng thẳng lưng lên. Cái bài này là rất là ứng dụng nha cả nhà mình nha. Thẳng lưng lên, thẳng lưng lên, thẳng lưng lên, thẳng lưng lên, cúi ở đúng rồi, dòm mặt xuống, cúi mặt nhẹ xuống, đúng rồi, nhẹ nhẹ thôi, đừng cúi quá. Dòm thẳng cái gương á, 45 độ ngang gương nè, từ từ rồi. Nâng nhẹ lên xíu anh. Nhẹ xíu rồi, đúng rồi, rồi cắt. Rồi. Cái thanh bẻ cái tay gì nữa ha. Đó, ok. Có điểm chuẩn rồi mình lấy điểm chuẩn tiếp luôn. Chia ở phía sau anh, chia phía sau lấy điểm chuẩn. Hiểu im không? Ở phía sau nó cũng giao sình, mình cũng nâng cái trang, nâng nhẹ nhẹ lên giống vậy luôn đó. Đúng rồi.
Chào bạn Thanh Đông nha, chào bạn Hiền Trần nha. Hiểu không Tấn? Đấy. Rồi anh lấy một điểm chuẩn con kia đúng rồi. Nâng đúng góc đó, nâng 35 độ, 40 độ vậy. Cái góc nâng của anh nhớ. Chính xác, xéo cái tay nhẹ một chút. Tại vì tiếp nối tâm giác mà. Rồi. Hốt miết. Cái lượt tâm giác xíu. Đúng rồi, chính xác 10 điểm. Quá tốt. Em chào thầy, chào bạn Tường Lam nha. Chào bạn Cherry Phạm, em chưa biết gì hết về tóc nữ thì em đăng ký học thời gian một khóa bao lâu vậy thầy? Một khóa tầm khoảng 6 tháng tới 1 năm nha em. Nếu mà em chưa biết gì thì mới giỏi. Còn nếu như em đã học tầm khoảng 4 tháng thì em có thể là vừa làm vừa học với thầy. Học phí là 40 triệu nha em. Học cắt thiết kế cho tới uống nhuộm cơ bản, tới nâng cao, tẩy, highlight, dạy cho em những cái ứng dụng laser highlight thực tế nha. Này mà muốn anh thả luôn mà. Đúng rồi, thả hết luôn. Rồi thì thả luôn, mình phải tìm cái góc này nhìn như thế này. Khi mình thả rồi á, tránh tình trạng mình cắt nó bị lủng. Cũng giống như kia mình chét, đúng không? Để biết được không? Chét đó, đi biết cái chét không? Dạ. Nè. Chét nó nghe nổi. Đúng rồi. Thì tự động mình sẽ cắt thôi. Đó, hiểu không? À. À liền đúng không? Hiểu liền. Dễ hiểu. Đấy, chính là dạng bị lủng xíu này, thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Hiểu thấy không? Nhớ vô mình chết. Cái này mình cắt lại mình sẽ chết, đúng không? Lúc này mình sẽ liên kết với thằng sau nè. Đó. Như quan trọng là góc nâng. Đúng không? Đó. Rồi, ok, hiểu chưa? Đấy, còn ở đây thì mình cái này được cắt luôn thì buông ra nó mềm không được. Đấy, khi nói chi gì ha. Rồi chi gì. Đó, thấy không? Đó. Đó. Khi bắt thì thấy thằng điểm chuẩn đúng không? Gì khi thấy không khó buồn phải hiểu. Đúng chưa? Có phải không? Đó, khi cái nhà lấy ra nó dư nè. Thấy nãy lủng xíu không? Thì giờ mình lại đừng nó lủng ở trên mà cắt cái này thôi. Rồi cắt hai bên giống nhau ha. Nói chung đó là áp dụng thì cũng chưa có quen và cũng chưa chính xác 100% các bạn, thì cần phải chỉ cái điểm sai của học viên và sau đó học viên sẽ từ từ sẽ sửa đổi, chứ không thể nào mà học viên cắt một phát một là chuẩn xác 100% được. Bởi vì tao mới nói là chúng ta cần phải sự luyện tập và lâu dài. Cái gì mà chúng ta làm thường xuyên hoài thì chúng ta sẽ giỏi thôi nha. Nhưng mà đảm bảo thì chắc chắn ra kiểu tóc sẽ không có đến nỗi mà xấu. Hiểu cái lý do mình không chuẩn cái kiến thức chưa? Đúng rồi. Lắc cái tay qua đây, lắc cái tay qua đây, đúng rồi. Lắc, mình đang cái tâm giác nhẹ mà. Đúng không? Có gì em inbox cho thầy nha. Anh Cherry Phạm, thầy sẽ tư vấn cho em. Chào bạn Nguyễn Thị Nguyên nha. Chào bạn Diễm Nguyễn nè, Hương Hợp Lý. Chào bạn Vân Anh. Rồi, chạy xuống luôn. Đúng rồi. Đó, thấy nó có điểm chuẩn không? Điểm chuẩn đó là điểm chuẩn hơi bị ngắn á. Rồi. Mình nâng đúng rồi, nâng vừa rồi, nâng đúng góc nâng của mình đó. Đúng rồi, xuống xíu rồi đó. Nhớ cái góc nâng của mình không? Tại ga đu này mình đang quyết định ga đu là 15 đến 20 độ xuống à. Còn góc độ 50 45 89 nữa, 79 tùm lum hết trơn á. Rồi. Cảm ơn em nha Cherry Phạm. Chào bạn Xuân Liễu nha. Rồi ok bên kia luôn anh. Cả nhà thấy không ạ? Ra rất là đẹp nha. Đấy. Tóc bóp ha. Bóp layer. Xịt nước vô. Sao thấy sao? Đấy, đó là chuyện vui chứ cười điểm không? Thường mà khách hàng mà cắt ra nhìn cái mặt chù ụ không vui là nghĩa là mình là khách hàng không hài lòng. Mà khách mà vui là chị vui thiệt hay vui giả vậy? Cười gượng hay gì vậy? Có cái hơi lâu phải không? Làm mẫu mà. Mình làm mẫu mà, mình phải ngồi lâu một xíu. Mà ra tóc đẹp đúng không? Chuẩn. Hơi lâu chút. Chào bạn Thủy Quyên. Chào bạn ông Lãnh nha, anh là S nha, Thanh Hiếu.
thẳng lưng nha, nhớ nha. Hay quá anh ơi, cảm ơn em nhé, Hương hợp lý. Chia sẻ giùm thầy nha. Chia sẻ giùm thầy đi. Như vậy là số ngày có con gái biết à. Ai vậy? Nhớ chữ cái thằng thẳng lên nha. Chỗ bán nè. Rồi. Chỉ kỹ vô ha. Nhớ cái đường lan mình, đây mình kết nối nha. Tránh tình trạng bị lủng. Chì xuống. Đúng rồi. Chính xác. Thấy chưa? Lát đầu khách vào đây chút rồi, đừng dịch đâu hết anh. Rồi đúng bên anh đấy, cái thằng thấy chị đó giàu đeo vàng khúc khúc luôn, vàng mà vàng giả vàng thiệt chị. Quá trời luôn. Kêu mình chợ đông đúng không? Cảm giác lên đội khách nó sướng à, thích thôi. Nó cũng y chang đồ Ken thôi, nó không có khác gì đâu. Nó khác là tâm lý khách hàng, người ta ngó tới lắc tới lắc lư, người ta lòm, người ta liếc mình làm á. Đúng không? Người ta liếc liếc mình. Ken nó biết nói, còn khách này mình cả chịch cái là ta liếc ta lòm. Chị sạch lên dưới đây, chị sạch lên dưới đây nè, dưới đây kẹp lên, dưới kẹp lên. Dưới kẹp lên. Chạy xuống á. Coi người ta cắt tóc ở đây nè, qua đây nè, không chịu tập trung đâu. Cái điểm nối nè. Tập trung vô. Không cần lắc cái tay em. Anh đừng có lắc cái tay, cứ vuông góc thôi. Đúng rồi, đưa ra vuông góc thôi sẽ đúng rồi, hiểu không? Anh nâng như anh nhớ. Đừng nâng cao quá, đừng nâng thấp quá, cứ theo điểm chuẩn, theo điểm chuẩn. Chào bạn Ngô Nhung nha, chào bạn Trọng Phẩm. Cố lên bạn ơi. Có người cổ vũ rồi nè, có đồng đội cổ vũ rồi. Cố lên anh ơi, cố lên anh ơi. Đấy, đó là những lời động viên cùng đồng đội rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Trần Văn Hoàng nha. Cảm ơn bạn Trần Văn Hoàng đã cổ động viên cho anh Quý. Chào bạn Na Nhàn. Chào bạn Tiến Dũng Quỳnh nha. Cố lên sắp xong rồi. Còn hai bên xả ra anh cũng chia trang vậy đó. Chia giao sình tấm giác cắt thôi. Đúng không? Giao sình tấm giác nãy anh nâng góc độ nào anh cắt góc độ đó. Nhớ cái thịt giao sình tấm giác không? Chịt nó ướt vô xíu thôi. Rồi chào bạn Nguyễn Hiếu nha. Cả nhà ơi, cả nhà đâu hết rồi. Chuẩn bị sắp xong rồi nha. Sắp xong rồi. Cố lên bạn ơi, tôi tin bạn làm được. Cố lên. Cảm ơn bạn Trọng Bõm nha. Đấy, có động viên. Cố động viên, cố lên. Cứ cắt theo điểm chuẩn, đúng rồi.
anh đang bị hốt đó, anh đang hốt đó, nhớ không? Bóp à, đúng rồi em ơi, tóc này tóc bóp nha, tóc bóp nè, tóc bóp nè, bóp ứng dụng cực kỳ đẹp luôn. Cái này gọi là tóc bóp triệu đô đúng không? Kiểu tóc này đấy, cắt xong bẻ tay vào, đúng rồi nè, bẻ tay vào ha, bẻ tay vào là nó ôm không? Nhà thấy đẹp không ạ? À? Form rất là đẹp nha. Rồi ok, tiếp đi ha, cố lên rồi, có những cái đứng dậy cổ động viên cho bạn mình coi, đứng lên, cố lên coi, hô hào rồi luôn. Hồ hồi rối luôn. Hồ hồi rối, Diệp Bình rối luôn. Lên vài kiểu uống sống bung anh ơi. Ok em nha, Nguyễn Bá Thắng. Anh sẽ làm một cái clip uống sống bung cho em nha. Anh trai này về nghề lâu chưa ạ? À? À, hỏi anh làm lâu chưa anh Quý? À, làm lâu rồi nhưng mà bỏ. Bạn Nguyễn Hiếu ơi, anh này làm một chắc cỡ 10 năm rồi nhưng mà bỏ tầm khoảng phân nửa chặng đường. Giờ anh có gia đình và lập nghiệp trở lại. Ok em. Cảm ơn em, cảm ơn em. Phương pháp ngày xưa. Rồi, các nhà chuẩn bị đón xem phần ở phía trên. Thế thì nhìn thằng Thái chưa? Rồi ok, cầm thằng nè. Khi nào nhắc vào em lên nhắc vào em với em đăng cái kênh theo dõi trực tiếp thầy á, nó có cái nút chuông nó thông báo á. Cái là người xem đầu tiên á. Cái này chưa chuẩn lắm nha, cố gắng nha. Những cái chỗ sai nữa thì chỉ nè, đó. Nó chưa hoàn hảo nhưng mà nó hoàn thiện là tuyệt vời rồi. Xong chưa? Dạ, đúng rồi. Chúng ta hãy đừng làm phiên bản hoàn hảo nha, mà chúng ta hãy làm phiên bản hoàn thiện vậy các bạn. Chúng ta hoàn thiện là ok, hoàn thành hoàn thiện nha, chứ đừng có hoàn hảo. Vì trên đời này nó không có cái sự tuyệt đối. À, nếu như mà nó tuyệt đối á thì nó chỉ có một thôi và nó không có cái thứ hai. À, nên chúng ta cố gắng là chúng ta hoàn thành. Đấy, và hoàn thiện thôi. Chứ đừng có hoàn hảo nha. Đấy, ok. Rất là đẹp ha. Dán lỗ tai nha. Đấy. Rồi lúc này chúng ta về chúng ta tập luyện nhiều thì thao tác chúng ta sẽ điêu luyện hơn. Chúng ta trải thì khách hàng sẽ xem tự tin hơn. Đấy. Rồi, ok. Thấy không ạ? Nhìn nha. Đấy. Quá đẹp. Rồi. Còn cái phần này thì sao? Chúng phần này thì chúng ta tháo ra và chúng ta cắt ra sình tam giác. Anh nhớ không ạ? Cao xịt tam giác ha. Cao xịt tam giác thì chúng ta lấy điểm chuẩn ở đây đúng không ạ? Chuẩn này. Chúng ta nâng đúng không ạ? Cứ vậy mà chúng ta nâng, chúng ta nâng ngay góc này, chúng ta cắt vào đây, chúng ta cắt. Nè cả nhà thấy không ạ? Cái chỗ này nó hơi dư xíu nữa cả nhà thấy không ạ? Nè. Vì lý do này mình lấy điểm chuẩn chỗ này nè. Mình cắt cao xịt mà. Thì anh phải, cứ như là thằng này với này phải tiếp nối nhau. Cái chỗ điểm này anh xài này em chỉ nhớ không? Thấy chưa? Nè, quay đây nè. Quay ra. Đây, quay cho em nè. Có nghĩa là gao xình tam giác mình phải nói không, vì sao gao xình này nó nhẹ. Đó. Còn cái này là anh chì thấp quá, đúng không ạ? Hiểu ý anh em nói không? À, dạ. Đó. Thì tí xíu mình có điểm chuẩn rồi, cái điểm chuẩn là điểm này nè. Đó, đúng không ạ? Cái điểm chuẩn là điểm này. Thì anh cứ về điểm chuẩn này cắt hết cho em. Đúng không? Và đừng có nâng ngang gì, mà nâng bốn nâng đúng ra vệ sinh thôi, đúng không ạ? Thì nó sẽ ra gì phân ngửa này, về đây cắt hết, chia xéo thế cắt hết đây, đúng đi vệ sinh này, bên kia cũng giống vậy, để kiểm tra điều chỉnh bên đây nó có sẵn hết cho mình rồi này ha, từ đây ha. Rồi chia vào đây, rồi bên đây ổn rồi, bên kia xíu đó, thấy không, nó có sẵn rồi nè. Còn cái nâng của anh đó là nâng bao nhiêu anh nhớ nha. Này, hai bị cũng bị giống bên kia xíu luôn. Anh hiểu đâu, hồi nãy anh nâng 30 thì nằm đây. Nè. Thì anh nâng ở trang cho em. Rồi, nó có sẵn hết rồi, anh cứ làm đi ha. Đầu tiên anh phải chia thằng này là thằng xin tâm nhập. Nè, rồi, làm đi anh.
cả nhà ngán xíu nữa nha, ngán xíu nữa nha, nửa tiếng nữa thôi chúng ta sẽ có một kết quả ra, một mái tóc bóp rất là đẹp. Nếu như bạn nào mà đăng ký học livestream này chuyển khoản luôn thì thầy giảm 50% học phí nha. Đấy, nếu như bạn nào mà học nghề đấy chuyển khoản cho thầy, thầy giảm 50% học phí trong cái livestream này luôn nha, và chỉ duy nhất trong cái livestream ngày hôm nay thôi để thầy ngẫu hứng thầy dạy giá vốn, thầy dạy giá vốn cho thầy lấy 50% học phí thôi. Học trọn khóa 40 triệu thì lấy 20 triệu thôi. Quá ok luôn đúng không? Thôi Bình chuyển khoản đi, chuyển 20 cho thầy nữa. Thầy giảm lên á. Chuyển lên nữa lên lời mà. Ê còn bạn này, bạn đi, bạn này bạn gì quá nè ta. Đây dạ. Em tên gì? Em tên Danh. Tháo khẩu trang ra cho mọi người biết Head Talib tương lai. Em tên Danh hả? Dạ. Quê ở đâu? Dạ quê em ở Tiền Giang, Gò Công. Gò Công hả? Dạ. Lên đây học mấy ngày? Dạ đây em học 3 tháng. 3 tháng? Dạ. Mục tiêu là 3 tháng về mở tiệm đúng không? Dạ đúng rồi. Hiện tại thì em đang làm ở dưới quê. Sao biết thầy? Dạ em coi livestream, qua livestream là biết thầy. Dạ. Em học khóa là nâng cao không? Dạ đúng rồi. Khóa của em là khóa gì? Khóa cắt với nhộm. Nhộm nâng cao đúng không? Dạ. Học bao nhiêu tiền? Dạ là 20 triệu. 20 triệu quá, cố gắng học nha. Dạ làm biến lắm á. Cố gắng học nha em. Dạ. Bạn này rất là khéo nha bạn, bạn cắt rất là tỉ mỉ, đường cắt rất là chuẩn. Thì vài bữa thì mình sẽ lên cái bài livestream những cái phương pháp và kỹ thuật của bạn này áp dụng thực tế. Tại vì thay vì thôi bạn trẻ với tài năng lắm, rất là tỉ mỉ, nhưng có cái là còn trẻ hơi lười xíu thôi. Tại vì thứ bảy nhật thì bạn về về phụ ba gia đình, thứ hai với thứ sáu bạn lên bạn học đấy, thì thầy cũng hỗ trợ cho bạn ở lại đây luôn 3 tháng vừa học vừa làm với thầy đấy. Cố gắng nha em. Dạ. xong chưa lúc này là mình bắt dài quá thì không được nè, nãy em chỉ nè, nó đang bị ở dưới này nè, cầm thầy coi, nó bị gắt á. Hồi nãy anh nhớ cái đêm chia nãy không? Cái đêm chia nãy là nó... Nè anh thấy nếu mà anh bắt gắm gì, cắm gì á, thì ở phía trên này nó dày nè. Cái này là mình cắm gì? Thì để nó mỏng. Đấy giờ thì mình sẽ thay đổi góc bắt cái xíu. Đó, hiểu im đúng không? Vì nãy nó có sẵn rồi đó, nãy nó chia sẵn rồi, tại vì hình tam giác cái này mà. Đó, hiểu không? Đó, đúng chưa? Và đặc biệt anh phải tách cái này ra gọn này nha. À, chúng ta tách này ra, tí xíu cắt xong anh phải đưa thằng này về đây nha. Hiểu nó không? Nghĩa là mình chết hai cái ngọn thôi, nó dư cái đu chuột đó. Cứ nghe nói rõ ràng luôn chưa? Thấy rõ ràng không? Đó. Thì ở đây thì ở chia cái này mình cắt đúng không? Đúng chưa? Thấy rõ ràng không? Rồi, đây ha. Ok chưa? Dạ ok. Mặc dù làm chưa có chuẩn, có nhường nhĩ nhưng mà hiểu đúng không? Mà cầm đi. Tuấn gắn quẻ quay đi, gắn ngay sắp xong rồi. Sắp xong rồi. Đấy, cái này hơi dày đúng không? Dày lắm. Dày quá thì phải kiểm tra lại. Có nghĩa là nó xéo nè. Nó xéo thì mình phải chia xéo theo sỏ. Theo đường chia của cái thằng này nè đúng không? Đây là nó chia xéo. Đó. Đúng không? Đó, cắt này trước đi. Đó. Anh thằng này dư cái này anh cắt nó đi. Lùm nó trước. Cái này. Đúng không? Nhiều khi chia ăn đúng là nó ngay. Lùm nó trước rồi cứ tiếp, hiểu im không? Đó. Nhớ cắt phải nhớ bắt lớp mỏng thôi nha, thì tưởng mỏng thôi nha. Rồi tiếp nguyên dọc luôn,
Rồi cứ nâng theo đó ha, nâng theo đó ha, đừng có nâng cao quá. Nè, từ đây nè, ở đây nè, đi mình đi đây đi dài ở đây luôn. Dài luôn. Còn nâng thì nâng từng lớp lớp theo điểm chuẩn, không nâng cao không hăng nâng thấp, theo điểm chuẩn. Chứ đừng có hốt nguyên cục nha. Cục là lủng á. Rồi, cố gắng cầm đó. Cả nhà gán xem hết cái livestream nha, Tăng muốn share like cho nó trọn vẹn cho cả nhà xem cả bài luôn vì nó hơi lâu chút xíu nhưng mà nó sẽ tỉ mỉ. Tí xíu là nhớ là hai này liên kết đây nha ha. Đó đúng rồi, chính xác. Mình cứ chia sạch vô, gõ gàng ra, tự nhiên nó sẽ ra kiểu cho mình thôi, nó ra hết. Cái bài chia nếu quyết định hết 50% rồi. Chào bạn Ngọc Viễn nha, chào bạn Yushi Siroso. Chào bạn Nguyễn Thanh Thủy. Chào bạn Hà Nguyên. Chào bạn Hương Ngọc Lan nha. Chào bạn Linh Phan. Chào bạn Thanh Thúy Trần. Chị thấy cái hình dáng cái kiểu tóc chị nó ra chưa? Thấy nó ngắn rồi đúng không? Rồi đúng rồi anh, chính xác. Nhờ hốt đúng không? Hốt đúng không? Có điểm chuẩn chứ? Trời ơi, quên hoài vậy. Đừng có hốt, hốt là anh khó tìm điểm chuẩn lắm. Nhớ là bắt mỏng mỏng thôi nha cả nhà, cả nhà đừng hốt nha. Hốt là bị điểm mù liền. Tại vì khi mình hốt là lát mình không biết đường đi. Đó. Hiểu không Bình? Lớp lớp á. Cả nhà nhớ đi, cả nhà đừng hốt nha, mà mình đi từng lớp thôi. Chào bạn Tài Nguyễn nha, chào bạn Mini Thơ, chào bạn Hoàng Sơn nha, chào bạn Nguyễn Nhàn. Chào bạn Ngọc Viễn nha, chào tất cả các anh chị em mình đang xem livestream nha. Chúc anh chị em mình mà đầu tuần nhiều may mắn và nhiều kiến thức nha. Và đừng quên là like kênh Dạy Cắt Tóc Nữ và chia sẻ giùm Tăng, đăng ký theo dõi đầu tiên để chúng ta xem những cái bài chia sẻ của Tăng nha. Học nâng cao tay nghề cắt tóc nam nữ trong vòng 1 tháng có thể hoàn thành tất cả tốt không bạn? Tay nghề mình cũng được 50-60 rồi. Chào bạn Buscemi nha. Thì nếu như trong vòng 1 tháng 30 ngày thì thầy sẽ dành thời gian kèm 1-1 cho em. Và em muốn học gọi là hoàn thiện về cắt tóc nam thì em cần phải luyện tập nhiều, luyện tập cái công sức gấp 5 lần người ta. Thì giống như là em có sức để tập hay không thôi. Ví dụ như một ngày em luyện thì em luyện từ 9 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Đó, thì anh sợ là không có đủ sức á. Quan trọng là cái thể lực, sức khỏe của mình nó không đủ để tải. Cái gì cũng cần phải có cái thời gian nhất định để hoàn thành, chứ không thể nào mà chúng ta ép được. Có nghĩa là trong vòng 1 tháng thầy có thể dạy hết kiến thức cho em, nhưng mà em không thể nào mà tiếp thu hết và phát huy được 100%. Cái đó là điều đương nhiên. Và nó tùy thuộc vào cái khả năng của mỗi người nữa. Nếu như bạn tài năng, bạn giỏi và thông minh thì có thể học lẹ. Mặc dù bạn làm không giống như cái anh này đi, anh Quý, anh đang cắt cái mái tóc này, mặc dù là không có chuẩn xác 100%, nhưng mà ảnh đã tiếp thu được những cái kiến thức trong đầu của ảnh rồi. Thì lần sau có thể là ảnh cắt tốt hơn.
À đúng anh Quý? Dạ đúng. Đấy, tức là mặc dù là hiện tại là cắt không có chuẩn 100% giống với thầy, nhưng mà lần sau chắc chắn tự tin hơn, mình biết liền. Đó, đó là cái lý do anh muốn tư vấn cho em nhé. Và không biết là mình bao nhiêu tuổi và ở đâu và muốn học gì thì inbox cho thầy nha. Thầy sẽ tư vấn cho em kỹ càng hơn lộ trình và cái quy trình học cho nó rõ ràng. Thì hôm bữa có chia sẻ một cái bạn họ ở bên Seoul á, bạn Yến á, mới học ba cho thầy là ba tháng. Mà cuối cùng bạn học có mới có nửa tháng à, bạn về rồi, bạn mất công việc, bạn về rồi, nhưng mà cũng rất là thu hoạch rất là nhiều. Hôm bữa bạn Yến đang có chia sẻ đó. Thì bạn sẽ bay về Việt Nam học tiếp trong tháng tới. Thì về Việt Nam thì cũng gần mà. Đi làm gì? Phục hồi hả? À, kẹp à. Chị uống gì đó, chị kẹp nó, chị là nhiều tóc. Ý này, mình uống gì nè, chị cột nó thoải mái, nó không có bị ấy. Đúng rồi, nó không dính. Cái này là uống phòng chân đó các bạn. Chị thích cái khi tay nó phòng. Nó bụng mà rung tay à. Cảm giác mà cắt được ra tóc thích quá. Học nâng cao tay nghề. Chào anh Thùy Linh nha. Anh cắt luôn, nó mỏng quá, mình cắt luôn. Đúng rồi, nhưng mà đúng rồi, cắt luôn. Nhưng mà chia ra. Đúng rồi, nhớ là luôn luôn nhớ trong đầu là cái đường chia từng lớp, chứ đừng có hốt. Mình hốt là mình sẽ không có điểm chuẩn và đi khó lắm. Thì thứ nhất là cái đường chia nó quyết định luôn. Đúng rồi, chia điểm chuẩn thêm xíu, lấy điểm chuẩn thêm xíu. Bạn Buseomi ơi, bạn inbox cho thầy nha. Đấy, đúng không? Rồi, cắt. Chào bạn Hoàng Long Vũ nha, uống tóc thi thảo nè. Chào Đỗ Văn Hiếu, chào Cường Lê, chào Ngọc Diệp Nguyễn nha, chào Trần Nguyễn, chào Anna Trân. Đây, thấy nghe này, thấy không? Đấy. Gái chưa? Đấy. Thấy không? Hai bên cái nhà thấy không? Rất là đẹp nha. Từ cái chị mẫu. Cái này thấy không? Hai bên hoàn toàn khác nhau luôn nha. Một quá thấp bốt cái là hoài hoài rất là đẹp nha. Chào bạn Huyền Hà nha. Đấy. Đúng rồi nè, điểm chuẩn là phải đúng vậy đó. Đó gà thấy không? Thấy không? Nhìn anh mắt đúng nó ra đẹp. Cứ theo điểm chuẩn rồi. Theo điểm chuẩn. Cái xong chưa cơm ăn luôn đúng không? Rồi. Chị là đại gia rất là giàu có luôn. Rất là giàu luôn nha, giàu tình cảm, giàu sự yêu thương. Đấy. Nhìn chỉ cười là thấy vui vẻ rồi đó. Đúng chị? Anh tự si. Đúng không? Tự si ra. Nguyên tắc là mỏng, điểm chuẩn, tư thế. Chứ còn mình bắt là mình tự biết mình sai ở đâu, rồi mình bắt không đúng. Tại vì ví dụ như tam giác mà bắt nó vuông quá nó đấy thì nó không đúng. Cứ có cái chuẩn đó rồi thì mình phá thôi. Thấy rõ ràng không? Điểm chuẩn, đúng rồi, chính xác. Cứ chia theo điểm chuẩn. Đúng rồi, chính xác. Đó, không phải lấy bên kia ra, nhưng mà lấy cho nó đàng hoàng vô, chia nó sạch ra, chứ đừng có chia này, chia đúng rồi đó, vậy nó mới nó bài bản, thấy chưa? Thì từ đây thì mình mới kết nối cầm thấy cái này đúng không? Thì từ cái chỗ này nè,
ví dụ như kia, ví dụ làm khó bản thân mình thì mấy giây là mình không hài lòng, chỉ cho chuẩn vô, đúng không? À, không sao. Đó thì lúc này mình sẽ lấy hai hàng này, đúng không? Hiểu ý em nói chưa? Thì anh sẽ lấy hàng này nói lại nhau là, hiểu chưa? Nói lại cắt này cái ha, rồi từ đó lại đi chuẩn dài. Đúng rồi, chính xác. Thấy không? Nó hốt nữa nha, đừng hốt nha. Nhưng mà chia lớp chuẩn thì chia cho mỏng vừa đủ luôn. Đúng rồi. Thấy nhiều hơn chứ chị? Dạ. Rồi đúng rồi đó anh. Rồi, nhớ cái giò đi từ từ nhín nhín theo, không sao. Rồi, tiếp tiếp, đúng rồi. Đừng có chúi quá, đừng có chúi quá, song song dưới, song song đường chia trên đỉnh đầu. Cứ em phải bỏ cái tâm tập trung vô mới lấy được kiến thức, hiểu không? Khi cái nhà tập trung cái kiến thức thì mình bỏ tập trung cao độ vô, đừng nâng cao quá nha. Đúng rồi, nâng theo cái đường của mình nhớ. Tại vì đường nâng đó là chỉ có mình bản thân mình cắt mình mới biết thôi. Chứ còn mà nói về thước đo bao nhiêu độ thì khó chịu lắm. Sao mình dũng được? Đúng là do bản thân của mình phải cảm nhận đó. Rồi, còn một 60 bạn đang xem nha, cố gắng nha. Tôi sắp sửa hoàn thành xong rồi, xong một bên rồi các bạn ơi. Chỉ còn xáy tàu kiểu thôi. À, còn không thì mình sẽ tắt live stream nha. Mình sẽ tắt live stream và mình sẽ đăng cái kết quả sấy khô, tạo kiểu, cắt điểm cho cả nhà xem nha. Vì bây giờ xem cả nhà thì cũng hiểu hết cái bài cắt rồi đúng không ạ? Thì còn phần còn lại thôi. Bên đây thì xong rồi, hoàn thành rồi, ok. Coi như là cũng hoàn thành rồi ha. Hiện mình đang làm tóc bên Hàn được 4 năm rồi. Mình muốn sang năm mở tiệm làm cho người Việt Nam sống bên đây, muốn học nâng cao nhanh, có không có thời gian nhiều, có thể học một tháng thôi. Ok, nếu mà bạn học một tháng thì chắc có lẽ là được. Thì phải đăng ký trước với thầy, thầy sắp xếp thời gian và thầy dạy cho em, thầy lên cái giáo án cho em. Thì có thể là em học giống như bạn Yến thôi, bạn Yến ở Seoul, Hàn Quốc á. Thì bạn cũng có salon bên đó và bạn cũng học xong rồi, học xong cái phần cắt rồi, cơ bản rồi. Thì thầy sẽ đưa ra cái lộ trình cho em. Thì trong vòng 10 ngày thì thầy sẽ củng cố kiến thức cơ bản cắt cho em. Và ngày thứ 5, thứ 15 á, từ ngày thứ 4, thứ 11 đến thứ 15 thì thầy sẽ dạy cho em về cắt ghép bài. Và đặc biệt là thầy sẽ cho em những cái bài cắt ứng dụng thực tế. Như là anh Quý đang cắt đây. Hiện tại là anh Quý đang áp dụng kiến thức cơ bản của mình và cắt cái bài này là bài thực tế. Thì thầy sẽ cho em từ tóc dài cho tới tóc lở, cho tới tóc bóp, cho tới tóc tém bóp, rồi tới tóc tém. Thì tính ra thì nó tầm khoảng 5 dạng cắt tóc. Đó, thì em sẽ làm luôn, có nghĩa là làm ra kiểu luôn. Thì em sẽ có lộ trình học trong vòng khoảng 20 ngày thì em sẽ hoàn thành cái cắt của mình. Đó. Thầy sẽ đưa cái giáo án cho em thêm về em luyện tiếp. Có nghĩa là giáo án thêm là những cái bài cắt thầy làm á, thầy sẽ gửi cho em và thầy đăng trên đây thì em vô đó em học tiếp, học online tiếp, về bên bển thì em phải luyện tiếp. Tiếp theo đó là em học về, ví dụ như em còn yếu về cái màu thì thầy sẽ chia sẻ về màu cơ bản cho em hiểu về cái cách để pha màu thời trang, hiểu về phân tử lượng. Nói chung á là em tập trung cho em về cắt trước. Còn hãng thuốc thì em có thể học cái cách kiếm tiền nhuộm màu để ứng dụng kiếm tiền trước nhá. Có gì bạn cứ inbox cho thầy nha, Busumi. Rồi chào bạn Trần Sơn nha. Rồi ok, giờ thầy sẽ tắt livestream. Một tí xíu thầy sẽ up cái kết quả lên cho mọi người xem nha. Thì cái chị này á là không phải là kiểu này không thôi. Có thể là cắt thêm ngắn thêm nữa. Đúng không? Không muốn ngắn hơn đúng không? Chị thích ngắn. Đó, thì hiện tại là thực hành, sẽ thực hành 2 đến 2 kiểu tóc cho chị này. Thì chiều nay thì cô gắng tới 2 giờ mấy để xong, chị chắc 2 giờ không kịp đâu ha. Không kịp. Tẩy một nước thôi, 2 giờ chị bán đi thì mai làm tiếp. Ok. Bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha. Nhiều may mắn nha. Bye bye, nhiều kiến thức. Hẹn gặp lại cả nhà nha. Rồi, chào cả nhà đi.
Dạ, chào cả nhà nha.